Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chiếc áo cộng sản bao giờ được cởi ra và vứt đi. Thể chế cộng sản cùng với cái gọi là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã, đang và sẽ là nỗi kinh hoàng đối với cả dân tộc Việt Nam. Bao giờ thì những nhà độc tài cai trị mới chút bỏ chiếc áo cộng sản trên người họ xuống đây? Câu hỏi ngắn nhưng đã ám ảnh và nhức nhối theo chiều dài 5 tháng của đất nước. Người dân miền Bắc đã còng lưng dưới thể chế cộng sản rất sớm, từ sau năm 1945. Miền Nam thì nếm mùi khắc nghiệt, bị buộc phải mặc chiếc áo cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là hình ảnh hàng vạn người Việt Nam đã bỏ xác ngoài biển khi trốn chạy cộng sản vào năm 1975. 46 năm qua, gần nửa thế kỷ trôi qua, người dân vĩ tuyến 17 trở vào đã phải sống trong tăm tối và sợ hãi, mất tự do. Dân chúng bị mất hết các quyền của mình, dân chủ và cả những quyền làm người sơ đẳng nhất mà bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ký với Liên Hợp Quốc nhưng họ không thực hiện. Quyền hành cùng với đặc quyền, đặc lợi đã lọt vào tay các phe phái trong đảng và trong chính quyền, hố ngăn cách các giai cấp trong xã hội ngày càng rộng ra. Một bên là vợ con, gia quyến của quan chức cộng sản, giàu có nhờ có sự kinh doanh, chủ trương chính sách và thao túng chính trị. Bên còn lại là những phận đời lao khổ, gồm quần chúng đói nghèo, bị bóp nghẹt và thiếu tự do. Xã hội đã hình thành những thứ đạo đức bạo tàn, hùng hãn, dối trá. Tín ngưỡng bao đời đã bị quốc doanh hóa, làm băng hoại những giá trị tốt đẹp tồn tại hàng ngàn năm của dân tộc. Nhân quyền, tự do ngôn luận của dân từng đã được ông Võ Văn Thưởng gói gọn một câu là Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 làn hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta. Họ đã nói như thế. Lãnh đạo Cộng sản cũng chưa bao giờ thừa nhận sai lầm và buông bỏ độc tài toàn trị. Một nền dân chủ giả tạo và thứ tự do bịp bợm đang ngự trị trên đất nước có bề dày ngàn năm văn hiến. Đảng cũng công khai rêu rao cho phản biện, nhưng đó là cái bẫy, cách để an ninh, mật vụ nhận diện những nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến để rồi úp sọt đưa họ vào nhà tù. Đây là hình ảnh doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam giam giữ gần 12 năm, chưa trả lại tự do. Mỗi ngày, người dân càng nhận thức rõ hơn bộ mặt nham nhở của những người cộng sản. Hậu quả của đói nghèo, bệnh tật, đau khổ đến tận cùng, xuất phát từ việc tôn thờ thứ chủ nghĩa lai căng, khôi hài, hậm hĩnh, Mác Lê mà ra. Chủ nghĩa cộng sản và thiên đường mù, bịp bợm mà chế độ Cộng sản Việt Nam vẽ ra cốt để gạt dân, chỉ để giúp cho họ tiếp tục cầm quyền, đè đầu, cưỡi cổ dân tộc này. Đảng Cộng sản Việt Nam đầu độc tinh thần trẻ em bằng các kỹ thuật tẩy não và nhồi sọ họ ngay khi ngồi vào các bậc tiểu học, kéo dài mãi cho đến lúc vào đại học. Đảng cũng sử dụng lực lượng an ninh mật vụ với bạo lực tàn ác dành cho giới sinh viên, trí thức và các tầng lớp dân chúng mà họ cho là chống đối, muốn lách ra khỏi chủ nghĩa Mác Lênin. Họ tìm mọi cách để thao túng và đánh đập cũng như bắt bỏ tù những người dám nói lên chính kiến của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quyết tâm theo đuổi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một mô hình quái dị, là bức bình phong duy trì quyền lực, cũng như để làm giàu cho đám quan chức và tư bản đỏ. Bộ máy tuyên truyền luôn ra giả rằng cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân, rồi Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Nhưng nhân dân cứ bị đầy tớ của Đảng Cộng sản Việt Nam chà đạp không hề thương tiếc. Đảng ban hành chủ trương thì phải ngoan ngoãn cúi đầu mà thực thi. Đảng bảo chết thì đừng có hy vọng được sống, vân vân. Đặc quyền, đặc lợi, ngồi mát ăn bát vàng và sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam là hai thứ mà giới chóc bu tại Hà Nội rất quan tâm, đặt lên hàng đầu chứ không phải là lợi ích quốc gia, dân tộc. Gần đây nhất vào hôm 24 tháng 9 năm 2021, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phía Việt Nam giấu nhẹm nội dung, nhưng phía Trung Quốc đã tiết lộ một phần nội dung của cuộc điện đàm đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội. Theo đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh với ông Nguyễn Phú Trọng rằng bảo vệ an ninh cầm quyền của Đảng Cộng sản và an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa là lợi ích chiến lược
căn bản nhất của hai nước Trung Việt. Vậy là đã rõ, thứ đại cục mà hai đảng cộng sản luôn khư khư ôm lấy chính là đó, không cần phải bình luận gì thêm. Điều hành chính phủ là Thủ tướng Phạm Minh Chính, xuất thân từ trùm mật vụ, đi lên từ phó trưởng phòng cục tình báo ở châu Âu rồi làm phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo tại Bộ Công an. Ngài thủ tướng chưa hề có kinh nghiệm điều hành kinh tế quốc gia, lại là kẻ thân tàu và là cha đẻ của luật đặc khu, bỗng dưng lại được báo chí quốc danh thổi lên mây như hết mình vì công việc hoặc là nên thủ tướng áo ướt đẫm mồ hôi vân vân. Và vì sao cả một đoàn tùy tùng cận vệ không ai có cái áo ướt đẫm mà chỉ có mình ngài thủ tướng lên xe máy lạnh ngồi đi xuống một chút thì lại ướm đất mồ hôi trên áo. Thật ra đổ mồ hôi nhiều là bệnh lý, có nhiều nguyên nhân gây nên như yếu tố di truyền, do trục trặc ở thần kinh giao cảm, hoặc là bị bệnh tiểu đường, hoặc là rối loạn hệ thần kinh, thậm chí là ung thư. Thuật ngữ y học gọi bệnh này là heparis, tức là người bệnh bị đổ mồ hôi quá nhiều, một cách bất thường, không nhất thiết liên quan đến công việc hoặc thời tiết. Để hiểu như thế, nhưng báo chí Việt Nam, bên lề đảng và những doanh nhân bưng bô như bà Thái Hương và một số kẻ xu nịnh lại làm trò cười cho thiên hạ khi ca tụng rằng áo thủ tướng ướt đẫm mồ hôi là thông điệp, là cảm xúc, là tấm gương, động lực, là đủ thứ vi von để đánh bóng cho ông Phạm Minh Chính. Điều đó rất nực cười. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với chiếc áo đẫm mồ hôi ở thành phố Hồ Chí Minh được các báo nhà nước tâng bốc. Vậy đó, nâng bì hay nịnh hót thì được dàn đồng ca của đảng tán dương. Ngược lại, rất nhiều trí thức và các thành phần khác trong xã hội Việt Nam khi lên tiếng phản biện, tranh đấu đều nhận cái kết đắng giống nhau. Họ bị sách nhiễu, bắt bớ, dùng nhục hình, tra tấn, giam cầm với những bản án vô pháp, vô thiền. Bình luận về Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã viết như sau. Ngay từ khi ông Phạm Minh Chính lên điều hành chính phủ trong việc đối phó với dịch cúm Vũ Hán, ông Chính đã thể hiện một khả năng kém cỏi và thành tích dùng súng ống bạo lực hơn là dùng khoa học. Ông Chính đã bỏ ngoài tai những ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học để đưa tổ tư vấn toàn đám con buồn, gây thiệt hại cho nền kinh tế gần như nát tường và khả năng phục hồi là không thể khi các nhà đầu tư nước ngoài đang đua nhau bỏ chạy khỏi Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước thì cũng không đủ sức hoạt động khi vốn lẫn lực lượng lao động không còn. Hôm nay ra công điện cấm người về, hôm sau lại ra công điện đón người về. Phạm Minh Chính lên điều hành, nắm trong tay sinh mệnh của dân mà ra quyết sách lật nhanh hơn lật bánh tráng. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Một kẻ chưa học qua kinh tế lại điều hành kinh tế. Một kẻ không biết gì về dịch tễ, y học lại lên dạy cách chống dịch. Thì hậu quả đã rõ như chúng ta thấy. Bình luận về câu nói hiện tiền trong dân còn khá nhiều của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ngay sau 4 tháng bị giam cầm thiếu đói của người dân vùng dịch, ông Phạm Minh Vũ viết tiếp như sau. Trong suốt 4 tháng qua, chưa một lần ông Huệ ngoi lên để đoái nhìn những lầm than khốn khổ của dân chúng như thế nào. Nhìn những cảnh dân kéo nhau lên phường đòi trợ cấp vì bị quan tham xà xẻo, vơ vét chút ít tiền chính phủ rót về. Chưa một lần ông Huệ mở mắt ra để thấy cảnh dân lầm lũi kéo nhau bằng xe máy đi xe đạp, đi bộ hàng ngàn cây số ngược bắc xuôi nam, người dân ngủ ngoài trời mưa nắng dãi dầu để trốn cái đói, cái nghèo của bao phận tha hương. Không giúp đỡ, không hỗ trợ gì. Dân bị khóa chặt 4 tháng, cuộc sống lầm than cơ cực và ám ảnh vì cái chống dịch không giống ai trên thế giới. Chống dịch theo ý chí, lợi ích nhóm. Thế mà cửa cuối đường hầm đen đét như đèn đám đóm vẫn còn mở tịt chưa có ánh sáng gì, thì ông Huệ và đồng bọn lại lao nhau dùng cái ánh mắt sắc lẹm nhìn vào tối của dân, chẳng còn một cắc bạc nào. Thử hỏi có sự chưa chẽn nào hơn hay không? Thử hỏi có sự đề tiện hèn hạ nào bằng hay không? Khi bọn vô lại này nhìn chằm chằm vào túi dân chưa chẽn như thế, thì đồng nghĩa rằng ngày mai chúng sẽ cướp của dân bằng mọi cách, chẳng hạn chúng sẽ tăng giá xăng, giá điện, giá bốt hay các thuế phí khác một cách vô tội vạ. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã đưa ra kết luận của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chiếc áo cộng sản bao giờ được cởi ra và vứt đi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de